Hello. Rồi, chào mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Hồ Chí Minh City mọi người ơi. Nè, mọi người coi xem nè nha. Hiện tại bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi mọi người. Đó. Đường xá đông rồi mọi người. Quá trời đông luôn. Không biết đâu mà bao nhiêu dân người ta toàn nước có đổ về Sài Gòn sinh sống. Ôi, đi không được luôn mọi người. Vào đây mỗi lần vào đây là cái chân con đó mọi người, nó mỏi đuối luôn, đập con nhiều quá, nhấp nhả. Đây là đường Cộng Hòa nha mọi người, sân bay mới vừa qua đường qua sân bay. Giờ này đến 10 giờ mấy, 11 giờ, khoảng đến 11 giờ. 11 giờ là trên đường lại vắng lại. 11, 12 giờ mọi người. Lại vắng lại. Giờ này ta đổ xô về nhà đó mọi người. Người ta đi làm muộn về nhà đó, còn phải đông. Phải đi chơi nữa. Khuya khuya tí nữa là vắng. Quá trời xe Honda luôn mọi người thấy chưa? Ở đây nào qua Caravan. Bây giờ mình sẽ đi dưới gầm cầu. Đi dưới gầm cầu nha mọi người. Để gầm cầu mình đi vô cầu Phượng Hoàng Hoa Thám. Mình sẽ qua Trường Chinh nha mọi người. Bên đây là sân bay mọi người. Tay phải mình là sân bay. Sân bay rộng lắm. Dài là lúc bên kia luôn. Rất mẹ đang xanh rồi. Bên kia đường thì các chú chiến sĩ đang gọi là đang làm nhiệm vụ đó. Các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, chắc có vẻ là bắt các anh vượt đèn đỏ hay gì đó, vi phạm giao thông đó mọi người. Rồi thôi mình quẹo đi, quẹo vô thôi, về Sài Gòn này chạy mỗi giò muốn chết luôn, chạy cái đường ở ngoài cái mấy trăm cây số mà chạy không mỗi giò, mà về Sài Gòn chạy xíu mà mỗi giò. Trước mình đó là chợ Hoàng Hoa Thám á mọi người. Mình nhớ ngày xưa cũng lâu lắm rồi. Mình chạy khắp phố á. Mình có chở cái bà bán hàng. Cái bà bán hàng, bà chuyên gia bà nhà trên La Ngà mọi người. Nhà bà trên cầu La Ngà, bà chuyên gia bà lấy khô cá lóc á, bà xuống dưới đây nè. Bà bán. Mà cứ một tuần bà đi 4-5 lần. Đi thường xuyên đó, hay thả ba đây nè. Dân tình thì nó đông quá trời. Thật ra mình ở Việt Nam mình, ở Việt Nam mình mọi người biết sao, cứ mặt đường là người ta kiếm được nhiều tiền thì nó sẽ gọi là tranh giành nhau mặt tiền, buôn bán những vậy, nhà cửa cứ nhà có mặt tiền là sẽ giá trị cao rồi.
Buôn bán đổ xô chòm ra ngoài đường bán nhỏ lẻ diễn quậy mọi người, chòm ra đường rất là nguy hiểm mọi người, thì hay ùn tắc giao thông là như vậy, tại vì lấn chiếm lòng lề đường mọi người, kinh doanh buôn bán á, ra đường nhiều quá, đường thì đã nhỏ rồi mọi người, dân thì đã đông rồi. Lấn chiếm thì đâu còn. Gì đâu mình không hiểu những anh mà xe Honda đúng không, mình cứ ôm cua mà cứ bọc bọc theo cặp hông thôi mọi người, ôm cua mà cứ xe Honda cặp hông. Cái xe này nó đỡ đó mọi người, mà chiếc xe công á nghe, người ta ôm cua mà mình cặp hông là chết luôn á. Tại vì mình ôm cua mà xe công mà người ta cái tầm nhìn người ta đâu thấy đâu, điểm mù người ta đâu thấy đâu. À, tài xế mới hả? Anh đi ngang qua này. Cua mà là cứ người ta ôm cua là cứ đu theo cặp hông là dễ bị lụm lắm. Công người ta không có nhìn như thế nào thấy được. Cái đó là cái điểm mù đó mọi người, điểm mù của xe đó, lũi vô đó là dễ chết như chơi luôn. Rồi mình tới đường Đồng Đen rồi mọi người nha. Con đường này buôn bán thì cũng lớn chiếm cái quán này nè, bán nước trái cây thôi mà đông khách quá trời luôn, không hiểu quá nó rồi. À tối em gái mặc đồ mát mẻ đi đã không? Đó mọi người coi đã. Ôi em gái. Chọc chơi vậy chứ ở ngoài người ta đâu có nghe đâu mọi người, ở trong xe kiến kính bích mà. Nói chung chạy xe này rất là mệt nha mọi người, nhưng được cái được ngắm các em gái á, cảm giác là mọi sự mệt nhọc nó sẽ tan biến đi mọi người, nó có tinh thần để gọi là lao động tốt, làm việc tốt. Mình mệt mệt á, cái mình chạy ngang qua mình thôi ngắm một em gái nào mà nó đẹp đẹp ha, da trắng hay là bưởi to nào ha, đó banh bự rồi ha, mình nhìn thấy tự nhiên mình biết là mình không thể là ăn được rồi, nhưng mà mình cảm giác là ý ra nó có tinh thần hưng phấn để mình gọi là chiến đấu nữa đó mọi người, làm việc nó tốt hơn đó. Đó mình chạy xe ghế ha mọi người, là chạy xe ghế cho cái công ty kìa, mà cái ông chủ xe là ổng lúc nào ổng cũng đặt, ổng cũng cho gái đẹp nhất ngồi kế bên tài xế, ghế trước ghế đầu, đặc biệt là như vậy đó, nó thật luôn, lúc nào cũng vậy. Rồi người ta mới hỏi ổng thằng tay thế tăng tài xế nào nó cũng phái chứ, nó thật ra thằng nào cũng phái chứ, thấy chết mẹ luôn á, không có thằng nào mà từ chối. Ê, nhỏ em nhỏ đẹp ngồi ghế cái mày chịu không, có thằng nào từ chối đâu, thằng nào cũng phái. Mà thật ra hỏi ổng ý, ổng ý có, ổng có ý gì mà ổng làm như vậy, à là ổng có một ý, tại vì ổng là tài xế ra mà, ổng là từ một thằng lơ xe ra đó, từ thằng lơ xe ra rồi xong cái làm xe cái từ từ làm có ăn hay xong lên mở công ty, thành lập công ty đó, là từ lơ xe lên tài xế rồi xong là thành lập công ty đó. Tại là ổng hiểu được tâm lý mỗi người hết, có anh em hết, là lúc nào cũng cho gái đẹp ngồi kế bên tài xế, hỏi ý gì là cái sao cái sức hút quá, gọi là có gọi là gái đẹp ngồi kế bên á thì nó có cái gọi là cái sức hút để cho không biết là không có ăn uống gì được hết, nhưng mà nó chết đi mẹ rồi, quên rồi, đi đường này ôm cua không hết rồi, đi đường kia quên
nó có gọi là tinh thần để làm việc. Ông nói vậy đó, ông nói là nó có cái tinh thần để làm việc. Có gái đẹp ngồi kế bên chạy xe, nó gọi là nó hương phấn, là đúng thật, cái đó là có thật luôn, hương phấn, nó vui vẻ, nó tỉnh táo. Còn mà đưa cái bà già chừng 80-90 tuổi mà răng là rụng rồi ha, đưa nó trò để chắc nó buồn ngủ dữ luôn. Trời ơi, tới công chuyện của anh em ơi, hết chỗ đậu luôn rồi. Thằng 44 sao nó không lên đi ta. Nản thiệt chứ. Ô, mà thằng này nó nằm ở đó là chết mình luôn. Thật ra mà nói với anh em á, thằng nào ra đường mà thấy gái mà không phái, trời ơi, thằng nào ra đường thấy gái mà không phái, thằng đó không phải là đàn ông. Dù biết là không ăn được nhưng phải nhìn chọc ghẹo đồ đó xe nè mọi người. Giờ mình chờ thôi, biết sao đó xe mọi người, xe nó về. Rồi mình đã về tới bà ấy tập kết rồi nha mọi người. Rồi mình đã về tới rồi. Ây da, nó nhức lưng thật sự mọi người, nó nhức lưng ghê lắm, nhức kinh khủng luôn, nhức mỏi toàn thân. Cũng rất là hot ở ngoài Tây Bắc à. Thì cái trà này là mát gan. Mát gan này trị cái gì luôn á mọi người. Nhưng mình quan trọng là cái mát gan thôi, tại mình bị nóng gan lâu rồi mọi người. Nhớ đi à, nhớ ghé. Ô, có rảnh đi Đà Lạt chơi nha. Mô có rảnh là đi Đà Lạt chơi nha. Mô có rảnh là đi Đà Lạt chơi nha. Ừ, nãy con định đi Đà Lạt luôn á. Nhìn là con gì vậy? Nghĩ sao? Nghĩ sao em kêu anh? Hả? Con cho con đi chui á. À được được. Nhưng mà nó kêu bằng anh chứ đừng kêu bằng chú. Kêu bằng chú là anh này là 21 tuổi. 16 tuổi. Thì giờ là gọi anh là được rồi, 16 21 tuổi là anh được rồi. Hả? Thấy là gái là chồng. Mà gái cũng thấy mình cũng tâm tớp mọi người. Đi chui là đi sao, đi mình đi công khai luôn. Thì anh lo cho. Ừ. Mình phải đi công khai chứ, chở gái đi mà phải đi chui vậy là nhục nhã chứ hả. Ê nói nghe nè, 62 ở Long An phải không? Tiền Giang, Long An đúng không? Em ở Long An à? À. Bây giờ về Long An hả? Ở đây, ở nhà trọ đây. Học ở đây. Học đây hả? À giờ về hả, bữa nào rảnh đi Đà Lạt chơi nha. Chọc chơi vậy chứ, chọc chơi cho nó có câu chuyện để nói chuyện á mọi người, chứ mình không có ý gì hết á nha mọi người. Mình ví dụ như mình ra đường mình vui vẻ, mình cởi mở nhiều người thì cảm thấy cuộc đời mình nó sẽ yêu đời nhiều hơn đó. Đôi khi mình ra ngoài đường có khi mình im quá, mình ít nói quá thì cảm giác mình giữ khoảng cách với người ta thì mình sẽ bị cô đơn một mình.
chứ mình là người tốt chứ mình không phải mình chọc gái là mình là người xấu nha mọi người, chỉ là mình để xã giao đó, có một câu chuyện để nói chào hỏi tôi rồi xong mà ai về đường ấy thì đâu ai biết ai nữa mọi người, chưa chắc cả trăm năm ngàn năm sau rồi, có trăm năm sau có gặp lại hay không nữa mọi người, nói vậy chứ đừng nghĩ là người nào chọc là kia cũng là người xấu, không phải không xấu nha mọi người, mình là người tốt mỗi tốt một tâm thôi, 100%. Rồi hello mọi người nha, giờ mình ăn tối rồi mọi người ơi. Đây tại thì mình đang ở chợ Phú Cường mọi người ơi. Đây bỏ vô miếng ớt rồi, ăn ớt cho nó đó, rắc cho miếng chanh. Hả? Đi uống làm nào? Uống làm nào? Đang đứng đầu xe. Xe mình tới cứ đứng xe mình nhìn tới nhìn luôn. Nó nhận đồ á. Nó nhận đồ. Nó nói anh à. Tôi nhìn tao biết chứ cần phải nói. Nó nhận đồ á. Nhận xe nó gửi á, xe nào gửi lên á. Gửi gì vậy? Pha nước chấm gì vậy? Dạ. Em ăn bún, ăn bún với anh cho vui. Đi anh mà thiệt đó mà, đi ăn bún đi, không ăn thôi nha, anh mà thiệt đó nha chứ không phải mời giỡn đâu. Em ăn bún, ăn bún với anh cho vui, anh mà thiệt á. Mà thiệt chứ phải mà giả đâu, mà cứ cười cười nhắn chẳng rồi mà ra tao ăn này tao phái ra đây không, rau này nè, cái rau bào này nè, cái đó là chuối bào. Rau bào ra mà người ta bào ra rau muống bao chuối rồi hiểu không, gọi là rau bào. Rồi. Thơm ngon mà bán nha. Tôi đây không chờ bạn nha, giờ tôi ăn liền. Vâng. Tôi bún chất lượng. Đúng bò. Rồi, nhắn rồi. Nhắn không à? Làm bằng chén nước chấm rồi. Là chén nước chấm thằng Thánh đây. Tay ăn tay cầm cái hạt coi. Khổ lắm. Khổ lắm chứ sung sướng gì nha. Cuộc sống của ai đâu vậy hả? Khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Ăn không được yên nè thấy chưa. Đang ngồi quay cho mọi người xem nữa nè. Mọi người nhà đói gần chết. Giờ mình quay nửa đêm quay cho mọi người ăn. Bò này hơi mặn nha, nước sớm hơi mặn lắm, rau này phải á. À, rau muống bỏ quá chắc, ăn giòn ghê. Cay mới ngon. Nè em phở bò gì vậy? Phở nữa không? Mới ăn phở đó giờ ăn nữa hả? Mình thấy phở nó ngắn lắm. Phở dễ ăn hơn bún. Nhưng mà dễ ăn nè. Ăn nhiều quá ngắn. Ăn nhiều quá thấy phở giờ nó ngán quá.
rau muống bào nè, ta bỏ quá chất cho ăn giòn ngon quá. Phải review như vậy, phải review như vậy á, mấy là chân thật, hiểu không? Thật thà phán quá tôi. Em gái áo vàng nè, cao ghê không, 1m một phân luôn á. Cay quá, nãy bỏ ớt nhiều quá. Bây giờ heo là cay. Ngon thiệt chứ. Ta thấy ăn bún bò này ngon quá. Không có dựng được, không có chân dựng á, nó tự dính à. Sao giờ này ăn bún bò ngon quá. À, thật mọi người, mọi người nào. Cá mặn ngon. Cục chả nào rồi. Trời ơi, còn sót cục thịt. Mình sót cục thịt. Trời ơi, còn sót cục gân. Cay quá. Cay quá mà. No mọi người.
này bán đủ món hết rồi bạn, nhiều món quá trời luôn nè. Thật ra quán tạo kìa, ăn một món ngán cái mẹ luôn. Rồi chào mọi người nha, bye bye mọi người nha, xin chào tất cả mọi người.